Nhắc tới làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, người ta thường hay nghĩ đến làng nghề tò he truyền thống độc nhất ở Việt Nam. Là món đồ chơi thuần Việt, qua bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú, những người thợ tò he Xuân La đã nặn từ bột gạo thành những nhân vật cổ tích, nhân vật hoạt hình, vật nuôi được trẻ em ưa thích. Trước kia, người dân làng Xuân La thường nặn sẵn tò he ở nhà, rồi mang ra chợ bán. Với một chiếc thùng gỗ nhỏ hoặc thùng xốp, vài cục bột màu, một chiếc lược con, nắm que tre nhỏ và chút sáp ong, những nghệ nhân làng rong ruổi trong các phiên chợ quê, các làng xóm, phố phường để nặn tò he bán, nhất là vào dịp Tết Trung Thu hay những nơi nào có đình đám, hội hè. Dần dần, trải qua năm tháng, người dân làng Xuân La đã đem nghề đi khắp Bắc, Trung, Nam, mang niềm vui, sắc màu đến cho cuộc sống. Tuy nhiên, tò he Xuân La vào cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000 tưởng chừng bị mai một trước những món đồ chơi ngoại nhập, đặc biệt là những cơn bão hàng Trung Quốc. Cuộc mưu sinh của dân làng trở nên khó khăn, cứ thế, nhiều người làm thợ tò he Xuân La dần bỏ nghề. Đã có những khi tò he tưởng chừng bị quên lãng. Không chịu khoanh tay đứng nhìn làng nghề này ngày càng mai một, những nghệ nhân tâm huyết với nghề tò he Xuân La, trong đó có Nguyễn Văn Thành, đã tìm mọi cách để khôi phục lại nghề cổ của cha ông. Câu lạc bộ nghệ nhân tò he Xuân La ra đời vào năm 2009 do anh Thành làm chủ nhiệm, chính là bước ngoặt góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề. Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều cuộc thi nặn tò he, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thường xuyên phối hợp biểu diễn tại các sự kiện văn hóa quốc tế, tại các lễ hội, triển lãm, đón tiếp các đoàn khách tham quan du lịch làng nghề, liên kết giảng dạy môn nghệ thuật nặn tò he tại trường đại học, giúp học sinh và sinh viên hiểu, làm quen với đồ chơi truyền thống. Nhờ sự nỗ lực đó, tò he Xuân La dần được phục dựng và từng bước lấy lại chỗ đứng trên thị trường đồ chơi Việt, mang theo khát vọng vươn ra thị trường quốc tế. Nguyễn Văn Thành sinh năm 1978, trưởng thành trong gia đình có truyền thống nặn tò he. Cũng giống như bao đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở làng Xuân La, món đồ chơi đầu tiên trong cuộc đời của Nguyễn Văn Thành chính là những quân tò he. Từ khi mới 3 tuổi, cậu bé Thành đã có thể nặn ra được những chiếc bánh chim cò có hình thù đơn giản. Đến khi sinh viên, anh tận dụng mỗi buổi chiều hay các ngày cuối tuần mang đồ nghề ra công viên nặn tò he để bán cho mọi người. Sau khi học xong rồi trở về làng, chàng thanh niên ấy vẫn tiếp tục con đường gìn giữ và bảo tồn làng nghề truyền thống của quê hương mình. Vào đầu những năm 2000, làng nghề tò he Xuân La đã từng có lúc đứng trên bờ vực của sự mai một bởi những biến thiên thời cuộc. Vì đặc điểm là một món đồ chơi dân gian là chỉ có thể tồn tại dưới hình thức là một thứ hàng rong, nên theo quy định tại các khu vui chơi giải trí, nghệ nhân tò he không được phép tụ tập buôn bán công khai. Vì đi đâu cũng bị xua đuổi nên nhiều nghệ nhân chán nản rồi bỏ nghề, đi kiếm một kế sinh nhai khác. Đỉnh điểm là năm 2009, khi mà số người làm nghề tò he ở Xuân La chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thì anh Thành chính là người đưa ra ý tưởng thành lập câu lạc bộ tò he Xuân La. Với mong muốn lưu giữ và vực dậy làng nghề truyền thống, anh được người dân trong thôn tín nhiệm bầu là chủ nhiệm câu lạc bộ. Trong suốt quá trình đảm đương trách nhiệm này, anh cùng những nghệ nhân khác trong làng đã dẫn dắt và phát triển câu lạc bộ ngày một lớn mạnh về cả quy mô lẫn chất lượng. Tôi rất là vui khi được sinh ra và lớn lên tại làng nghề truyền thống nặn tò he và trong một gia đình có nhiều đời nặn tò he. Vì vậy mà trách nhiệm mà một người con của làng Xuân La thì luôn đau đáu một niềm rằng là làm sao là phải
duy trì và phát triển được cái giá trị truyền thống của cha ông đã nghiên cứu và để lại cho đến ngày nay. Vì vậy mà bản thân tôi đã áp dụng rất là nhiều các cái chương trình và phối hợp rất nhiều các cái tổ chức để nhằm mục đích là để quảng bá cái nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương, để vực dậy làng nghề truyền thống Nậm Tàu Hẹn. Giữa tôi cùng với anh nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thành thì anh em sinh ra và lớn lên trong làng nghề, thì anh em gắn bó với nhau từ bé. Đấy, những lúc anh em trao đổi với nhau những cái câu chuyện về Tàu Hẹn này, hoặc là chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm trong hoạt động của nghề, cùng với tất cả các sản phẩm mà mình làm ra thế nào để được ăn thanh nhất, mà các bạn nhỏ yêu mến mình sẽ cùng nhau phối hợp phát triển. Từ lúc chỉ có 54 thành viên, đến nay số lượng người tham gia đã là 149. Câu lạc bộ Tò He Xuân La đã làm tốt mục tiêu gìn giữ, bảo tồn và phát triển làng nghề Tò He truyền thống của mình. Cách đây vào hơn chục năm là quê tôi là mở lại, tức là làm dựng lại cái câu lạc bộ làng nghề truyền thống Tò He do anh Thành. Do anh Thành là đứng đầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Thì chúng tôi là trong đó là lớp người cao tuổi. Chúng tôi là cũng đã góp phần vào để với anh Thành để phục dựng lại cái làng nghề truyền thống của làng. Những các cái buổi sinh hoạt này là sẽ mang lại bổ ích cho tất cả các cháu trong làng nghề, và không những các cháu trong làng nghề và cả các cháu ở ngoài các địa bàn của trong đất nước mình. Cùng với cái thời gian mà mình nghỉ ở nhà nhiều ấy vì dịch, thì mình đã làm ra được rất nhiều các cái sản phẩm mà nó mang tính giá trị nghệ thuật cũng cao. Bên cạnh tất cả các sản phẩm Tò He truyền thống thì mình vẫn có nghiên cứu tìm tòi ra tất cả các cái nhân vật mới để mình sáng tạo thêm và mình phát triển Tò He theo thị hiếu của trẻ thời 4.0 ấy. Thì làm thế nào để nghề sống được thì tất nhiên là mình cũng phải theo cái mới. Bên cạnh cái truyền thống thì mình vẫn phải làm ra các cái sản phẩm mới, ví dụ như có một cái bộ phim truyền hình, phim hoạt hình nào đó mà rất là ăn khách, đang hot, thì mình cũng phải nghiên cứu này, tìm tòi này, xem cái nhân vật đó như thế nào, sau đó thì mình sẽ cũng gọi là update, mình làm theo các nhân vật. Mà khi mình được làm ra được sản phẩm phiên bản của Tò He ấy, thì mình đưa ra thị trường thì đặc biệt là các con rất là thích đấy. Mà trong khi mình bày bán tất cả các sản phẩm truyền thống, bên cạnh đó là những cái sản phẩm mới, thì hình như các con đón nhận sản phẩm mới nhiều hơn. Trong hơn 10 năm hoạt động, câu lạc bộ Tò He Xuân La do anh Thành làm thủ lĩnh đã tổ chức 4 hội thi nặng Tò He mang tầm cỡ thành phố, thu hút được đông đảo mọi người tham gia, đặc biệt là giới trẻ. Câu lạc bộ đã truyền lại ngọn lửa nhiệt huyết cho nhiều người. Có những nghệ nhân từng bỏ nghề nay đã quyết tâm quay trở lại bám trụ với nghề và có thu nhập ổn định. Hiện nay có khoảng trên 90% những người sống bằng nghề Tò He trên khắp đất nước trở thành hội viên của câu lạc bộ Tò He Xuân La. Chính nhờ sự nỗ lực đó mà năm 2015, anh Thành được nhà nước tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Năm 2022, anh có tên trong danh sách nghệ nhân nhân dân và đang chờ trao quyết định. Từ hơn 10 năm nay, nghệ nhân Nguyễn Văn Thành đã được công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục STS Việt Nam mời tham gia giảng dạy tại một số trường mầm non, dạy những lớp ngoại khóa của các cấp học. Lịch giảng dạy và làm việc của anh gần như kín cả tuần. Chiếc xe máy với túi giáo cụ lỉnh kỉnh hàng ngày cùng anh từ ngoại thành vào nội ô Hà Nội với quãng đường đi và về gần 100 cây số. Dù mưa hay nắng, không kể mùa hạ hay mùa đông, anh Nguyễn Văn Thành vẫn rong ruổi, miệt mài với khát vọng truyền nghề cho lớp trẻ. Cứ như thế, những thành quả của anh đang ngày càng đơm hoa kết trái. Số lượng người trẻ biết đến bộ môn nghệ thuật này ngày một đông. Nhiều người còn yêu thích và tiếp nối hành trình trở thành nghệ nhân nặng Tò He. Khi mà được xem các nghệ nhân Tò He trình diễn thì mình bị cuốn hút như một đứa trẻ. Chính vì thế mà mình đã vào khảo sát thực tế thì mình thấy rằng
không chỉ trẻ em mà cả phụ huynh cũng có cái cảm xúc như mình. Khi mà đã khảo sát như vậy thì mình có xuống làng nghề, khi đi vào làng nghề ở Phú Xuyên thì đúng là từ các những em nhỏ mà khi chưa biết đọc, biết viết đến những cụ già làm ra những cái sản phẩm một cách rất là thuần thục. Chính vì thế lại càng thôi thúc mình là đưa cái hình thức một môn nghệ thuật dân gian tàu he vào trong các trường mầm non. Thì đúng như những cái gì mà mình dự tính thì cái môn nghệ thuật này là một môn học rất là tuyệt vời, nó rất là gần gũi và tăng cái sự khéo léo cho trẻ, và trẻ con 100% là các cháu rất hứng thú với cái hoạt động này. Con này là con cho bố mẹ. Và với anh Thành cũng như là các thầy giáo thì có cái cách truyền đạt rất là gần gũi đối với học sinh, và các con thì rất là hào hứng, luôn luôn mong muốn là được đến một cái giờ đấy là giờ học sáng tạo để được làm quen với nghệ thuật tòa he. Và với phụ huynh thì phải nói là một điều rất là tuyệt vời, và có những vị phụ huynh có gọi điện và chia sẻ rằng là cảm ơn nhà trường vì đã cho các con được làm quen với một bộ môn nghệ thuật truyền thống. Họ cũng rất là vui và phấn khởi khi các con được mang những cái sản phẩm mà chính con mình được mang về, được làm và mang về. Mang tòa he xuất ngoại vốn là một ước mơ mà nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thành ấp ủ từ lâu. Năm 2012, khi đại diện Việt Nam tham gia sự kiện giao lưu văn hóa các nước ASEAN ở Thái Lan, anh Thành tìm hiểu và biết được rằng Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc cũng có tòa he. Tuy nhiên tòa he Thái Lan nặng bằng bột đất, tòa he Nhật Bản nặng bằng kẹo, còn tòa he của Trung Quốc lại được làm bằng bột gạo pha tạp. Duy chỉ có tòa he ở Việt Nam là nặng bằng bột nếp, và màu sắc được tạo ra từ lá trầu, dầu gấc, củ nghệ, khiến ai chạm vào cũng có cảm giác như đang trở về nguồn cội. Hơn thế, tòa he nặng xong được hấp chín, có thể ăn được. Điều này cả thế giới không ở đâu có được. Chính từ sự tìm hiểu đó, sau khi trở về từ Thái Lan, anh Thành nuôi hy vọng tạo ra thị trường xuất khẩu cho tòa he Xuân La. Tuy nhiên, mãi đến vài năm gần đây, khi anh và Hội Nghệ Nhân Xuân La tìm ra nguồn nguyên liệu có thể bảo quản tòa he trong thời hạn vài năm thì khát vọng đó mới thực sự thành hình. Thứ nguyên liệu được làm ra từ tự nhiên mới được tìm ra này chính là bí quyết sống còn giúp tòa he Xuân La có thể cạnh tranh với các thương hiệu tòa he trên thế giới. Nói đến tòa he thì ngày xưa thì các cụ ở làng Xuân La thì nghiên cứu là bằng cái bột gạo nếp. Đấy, và cái bột nếp này thì bây giờ vẫn duy trì. Đấy, các nghệ nhân chúng tôi là vẫn duy trì hai loại bột, và điều đặc biệt là các nghệ nhân bản thân tôi đã nghiên cứu được cái chất liệu bột để được lâu. Vì cái bột gạo nếp thì cái độ bền của nó thì lại không cao. Đấy, chỉ làm được cái nguyên liệu để cho trẻ thơ trải nghiệm thôi và du khách trải nghiệm. Vì vậy mà để sản phẩm tòa he bước ra được thế giới, các nước trên thế giới và có thể nói là những cái sản phẩm để xuất khẩu được, thì các nghệ nhân phải nghiên cứu ra một cái chất liệu bột. Vì vậy mà tôi đã thành công trong cái việc nghiên cứu cái chất liệu bột để được lâu. Tôi là đánh giá khi anh Thành nghĩ ra được những các cái sản phẩm mới, đất chất liệu để được lâu vẫn là bằng bột gạo nhưng mà lại để được lâu, là tôi đánh giá là cái chất lượng anh Thành đã sáng tạo ra như thế là hiếm có. Hiện tại, các sản phẩm tòa he Xuân La đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới, góp phần quảng bá văn hóa, nghệ thuật và trí tuệ của đất nước Việt Nam. Con người Việt Nam. Không những thế, làng nghề truyền thống nặng tòa he Xuân La của anh Thành còn chào đón nhiều lượt khách tham quan, trong đó có không ít du khách quốc tế mỗi ngày, đặc biệt là các dịp lễ Tết. Họ đến tìm hiểu và thực hiện nặng tòa he, đồng thời cũng muốn khám phá nét đẹp của văn hóa Việt. Chính nhờ sự nỗ lực của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thành và nhiều nghệ nhân khác ở Xuân La mà đến bây giờ chúng ta vẫn có một làng nghề, một bộ môn nghệ thuật có thể tự hào cùng thế giới.